Sau khi cậu vàng lưu lạc, 1977 đã ẵm nút bạc. Dân làng Vũ Đại thi nhau bú phêm. Dòng họ Lý, vàng đong bằng vóc, bạc tính bằng cân. Còn ông Giáo thì... Ông Giáo ơi! Ông Giáo! Đứa nào đấy? Mày ở yên đấy nhá! Chuyện gì? Đi câu thôi ông Giáo! Giáo thứ gì tầm này? Mất dạy rồi! Chẳng phải ông Giáo đã bảo lợn đen cũng là lợn, lợn đỏ cũng là lợn sao? Nhắc lại làm gì? Chuyện xưa như diễm rồi. Thôi cậu ra trước đi, lát tôi ra ngay. Bà bệnh. Năm. Mười à? Mười á? Ca này. Ông Giáo này, dạo này làng ta xuất hiện cẩu tặc chuyên câu chó lúc nửa đêm, biết ông Giáo cũng nghe không? Tôi cả ngày làm việc không hết, thời gian đâu mà hóng chuyện như các cậu. Nhà ông Lý trưởng mới có người biếu cho một con chó, nghe đâu là Hachiko, mới đêm qua bị chúng nó câu mất rồi. Mà này, con nít ra, đừng có hóng chuyện nữa. Chào có ngày nó câu chó, nó xin cho chết đi. Việc gì mà ông phải nhắc lên thế? Hay là lợn này? Này, đúng mày chơi đi. Bố mày về. Nhà nó ở đâu? Đi. Mày làm ăn thế hả? Ui, gãy mẹ lưng rồi. Tôi về đừng có ăn cơm nhá. Đỡ tao chạy nhanh lên. Mẹ, mày. Chó với mèo. Mẹ đùa chúng mày tốn cơm. Lát quân dùn chó 36 đấy, tao cho lên cân. Thằng cháu thứ đâu rồi? Thằng cháu thứ đâu? Chết. Sao lão Lý lại đến giờ này? Còn kéo cả hầu đông thế. Thế là... thôi chết mẹ rồi. Mày ở yên đây nhá, ngoan, lát tao cho gặm xương. Thằng cháu thứ đâu? Đợi tôi lát, tôi ra ngay đây. Bấm cụ, cụ đến đây tìm con, có việc gì ạ? Thằng cháu, tao nghe lũ trẻ kháo, đêm qua mày bế chó nhà cụ đúng không? Con mất dạy nào dám đồn tin lát cải thế? Bấm cụ, con nào dám? Vào sới tung nhà nó lên.
tìm bằng được cho quý. Bằng không tớ về đừng có mà ăn cơm. Đi đi. Không có gì đâu cụ, không có gì đâu các anh. Bẩm cụ, không có cụ ạ. Để tao xem. Bấm cụ, không có gì đâu cụ ạ. Mày xí ra. Đi thôi chúng mày. Cụ Lý đi thông thả ạ. À. Ê, chó đâu mất rồi? Nó trốn đâu rồi nhỉ? Mày là ai? Ông không nhận ra tôi à? Cậu Vàng đây. Mày đừng có dọa ta. Cậu Vàng nhà lão Hạc đi đời rồi kia mà. Với lại tao có liên quan chó gì đến lão ấy đâu. Đêm qua ông giáo mang tôi về từ nhà lý trưởng đấy. Nhờ ông giáo mà tôi thoát được. Mày là Hachiko. Tôi quay về đây để tính sổ với lão Hạc. Vì lão mà tôi chịu biết bao nhiêu nhục nhã. Ngày ngày nhìn bọn Nhật bổn đốt ghi thân là đốt, nhưng sao tôi chẳng được ghi. Thế thì mày qua nhà lão mà tìm. Ở đây tí tụi lý trưởng qua gông cả hai đi đấy. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Ông mất dạy cũng vì lão đã bẩm với quan trên là ông năm 10 với con dậu đấy. Mẹ nó cay cú thật. Được tiếng mà có được miếng nào đâu. Kỳ này phải xử đẹp lão. Sau khi trả thù, cậu Vàng được hóa kiếp. Ông giáo đã đổi nghề, còn HT tiếp tục bú phêm theo cách văn minh.